Trời xanh, gió mát, trong lành, an cư lạc nghiệp. Chính là căn nhà này mọi người ơi. Đó, mọi người có thể thấy là một khu vực mà rộng rãi, thoáng mát. Đó, cây cối thì mọc hai bên, vỉa hè mỗi bên thì rộng tới 4 mét rồi mọi người. Thì ngày hôm nay thì sẽ giới thiệu cho mọi người một căn nhà có bề ngang 5 mét, bề dài 18 mét. Tọa lạc tại vị trí là nằm trong khu dân cư Phát Hải với diện tích rất là rộng rãi như thế này. Đường lọt lòng của chúng ta là 7 mét, vỉa hè mỗi bên lót gạch 4 mét mọi người nha. Diện tích xây dựng của căn nhà mình là ngang 5 và dài 16 mét. Căn nhà mình chúng ta chỉ có là để sân sau đúng 2 mét thôi mọi người. Đó, thì căn nhà được xây dựng theo một phong cách hiện đại với tông màu chủ đạo là tông màu trắng mọi người. Có cho mình là 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 1 phòng thờ. Chúng ta có 2 lớp cửa gồm lớp cửa cuốn và lớp cửa nhôm sinh pha và kính cường lực. Và tất cả các lớp cửa phía trong cái nhà mình đều là nhôm sinh pha và kính cường lực mọi người nhé. Rồi chúng ta có gạch lót nền ở dưới là gạch 80-80 với vân mây và tông màu trắng xám nhẹ mọi người. Trên nhà thì có hệ thống đèn chùm nè, rồi hệ thống đèn led chạy xung quanh cũng khá là đẹp mắt. Thì tiếp vào bên trong, chúng ta sẽ đến với không gian phòng bếp với diện tích rộng rãi tầm khoảng là 30 m² mọi người. Đó, cho nên là mọi người có thể thấy căn nhà mình nó rất là thoáng, diện tích xây dựng cũng rất là lớn nữa, có tủ bếp trên, tủ bếp dưới đầy đủ. Và đặc biệt là căn nhà mình có phòng ngủ ở phía dưới cho cô chú anh chị nào lớn tuổi ha, hoặc là không tiện leo cầu thang lên những cái căn phòng ở phía trên, thì chúng ta tận dụng không gian dưới này để chúng ta sinh hoạt mọi người nha, cũng khá là rộng rãi luôn nha. Rồi, phía sau thì như Thành nói có một cái không gian 2 mét làm giếng trời và để sẵn một cái hệ thống máy vòm sẵn cho mình rồi ha. Rồi, có toilet ở phía sau để chúng ta sử dụng cho căn phòng ở dưới cũng như là tiếp đón khách thì sử dụng căn phòng vệ sinh như thế này. Đó, thì chúng ta có thể thấy là khá là thoáng mát luôn, một căn nhà diện tích xây dựng rất là lớn, 80 m² mỗi sàn. À, thì chúng ta sẽ di chuyển lên không gian của lầu 1 mọi người ha. Cầu thang chúng ta sẽ sử dụng chất liệu là tai vịn gỗ kính cường lực cũng như là bậc thang là hoàn toàn bằng đá hoa cương mọi người nha. Rồi lên đây thì chúng ta có thể thấy là tông màu nó đã thay đổi rồi, gạch lót là cũng màu rất là khác, màu hoa văn. Và ở trong mỗi phòng thì đều là gạch lót là gạch giả gỗ mọi người đó. Mỗi phòng ngủ thì diện tích rơi vào tầm khoảng 25 m² mọi người nhé. Có cửa sổ, hệ thống cửa sổ chạy xung quanh. Rồi lầu 1 chúng ta có tới 2 phòng ngủ lận. Đó, đây là phòng ngủ thứ 2. Bật đèn lên là cực kỳ sáng luôn. Và phòng ngủ nào cũng có cửa sổ cho nên là căn nhà mình rất là thoáng mọi người nhé. Rồi trên này sẽ có một toilet. Gạch ốp cao và toilet cũng khá là rộng rãi mọi người nhé. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có một không gian phòng thờ hoặc chúng ta sử dụng làm phòng ngủ nếu chúng ta không có nhu cầu mọi người ha. Đó, thì nếu mọi người mà quan tâm thì liên hệ trực tiếp cho Thành, Thành sẽ đưa mọi người đi tham quan căn nhà mình. Căn nhà mình nằm ở khu dân cư Phát Hải, cách chợ Bình Chánh đúng 3 cây số thôi mọi người nha. Nếu mọi người quan tâm thì liên hệ cho Thành và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Thành nha. Xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại ở những video sau ạ.